Di Đà Phật, để chúng con xin phép được đọc trong khi chờ đợi, chúng con xin phép được đọc cái thông tin của kinh Vui Vãng Sanh thứ hai, cũng từ ban trợ niệm từ đường Trâm Họ. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm chứng minh, kính gửi ban tổ chức đường Zoom Hội Thế Giới Hội Thảo Hội Niệm, ban trợ niệm từ đường Trâm Họ Đắk Lắk thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã hoan hỷ từ bi khai thị cho cụ bà Phan Thị Nga, pháp danh Chánh Giới, 103 tuổi, khuyến tấn gia đình và hướng dẫn đồng tu trong ban trợ niệm từ đường Trâm Họ, về quan Đắk Lắk. Câu thánh hiệu A Di Đà Phật thật bất khả tư nghị. Cụ bà Phan Thị Nga, pháp danh Chánh Giới, hưởng thọ 103 tuổi, thật đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, chắc nhiều đời nhiều kiếp cụ đã tu pháp môn Tịnh Độ, cuối đời hội tụ duyên lành, gia đình thành tâm mời ban trợ niệm. Trợ niệm lúc lâm chung được lão cư sĩ Diệu Âm hoan hỷ từ bi khai thị. Sau 12 giờ cụ sẽ bỏ báo thân. Ban trợ niệm kiểm tra thoại tướng toàn thân lạnh, tay chân mềm mại, khuôn mặt sáng, môi tươi hồng giống như người đang nằm ngủ. Hiện đời cụ thường xuyên đi chùa ăn chay niệm Phật. Ban trợ niệm cho cụ 3 tháng giúp cụ giữ vững niềm tin để mạng báo thân này cụ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ban trợ niệm từ đường Trâm Họ Đắk Lắk thành tâm thành kính tri ân đến lão cư sĩ Diệu Âm. Thầy đã hơn 20 năm chuyên tâm khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, giảng giải chỉ bày cặn kẽ pháp hộ niệm cho các ban hộ niệm và người hữu duyên, phát động phong trào hộ niệm trong và ngoài nước. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng trong kinh Đại Tập, thời chánh pháp giới luật thành tựu, thời tượng pháp thiền định thành tựu, thời mạt pháp Tịnh Độ thành tựu. Ứng Quang Đại Sư có dạy, cụ pháp giới chúng sanh rời pháp môn này trên không cầu được Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này không độ khắp quần sinh. Hàng Phật tử chúng con biết pháp môn Tịnh Độ là thù thắng, câu thánh hiệu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, không thể nói, không thể nghĩ bàn. Đời này chúng con may mắn gặp được lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải chỉ bày, phát tâm đi hội niệm cho người lâm chung, mới nhận thấy sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ, mới cảm nhận sự bất khả tư nghị của câu thánh hiệu A Di Đà Phật. Tận mắt chứng kiến thấy người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc để lại thoại tướng bất khả tư nghị, nhờ pháp môn hội niệm này mà nhiều người buông xả danh văn lợi dưỡng, buông xả thân bằng quyến thuộc, buông xả bệnh khổ bức bách và buông xả tấm thân giả tạm nghiệp báo này mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyên vị con thành tâm tha thiết khẩn nguyện mười phương chư Phật gia trì cho lão cư sĩ Diệu Âm. Quý sinh tất cả các ban trợ niệm có duyên với nguyên vị hãy phát tâm bồ đề, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và xin để đại chúng con được tay tay cho ban trợ niệm từ đường Trâm Họ đã tiện đưa được hai cụ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạ, Nam mô A Di Đà.